Xin chào tất cả mọi người. Bữa giờ mọi người cơ kênh của mình thì cũng chỉ thấy toàn cảnh núi non, làng quê chỗ mình ở. Thì hôm nay cùng tụi mình đi xa một tí nha. Từ miền Bắc mình sẽ về miền Nam nước Pháp, tham quan vùng biển Địa Trung Hải nổi tiếng nhất ở Pháp. Vùng biển này có tên là Côte d'Azur, gồm nhiều thành phố biển nằm liền kề với nhau. Trong đó nổi tiếng nhất thì có thể kể đến là thành phố Nice nè, Antibes, Menton, Cannes. Cannes là thành phố mà hay tổ chức liên hoan phim thế giới mà mọi người thường hay nghe nhắc đến đó. Tụi mình đã có dịp đến Nice vào tháng 2 năm ngoái, thì đây cũng là thời điểm diễn ra lễ hội hóa trang ở Nice. Đây là một trong ba lễ hội hóa trang lớn nhất thế giới. Bây giờ thì tụi mình đang đứng xếp hàng để chờ vào xem lễ hội. Thì cái lễ hội này là sẽ phải mua vé vào cổng nha. Trừ khi là nếu mà mình mặc đồ hóa trang nè, chẳng hạn như hóa trang công chúa, hoàng tử hay bất cứ cái gì cũng được thì sẽ được miễn phí vé. Lễ hội này thì sẽ bắt đầu tầm khoảng giữa tháng 2 cho đến cuối tháng 2. Thì đây cũng là thời điểm mà hoa mimosa nở ở trên miền Nam nước Pháp. Đó, mọi người thấy ở trên tay ai cũng cầm một bó hoa màu vàng, đó là hoa mimosa. Hoa này thì mình thấy ở trên Đà Lạt cũng có. Lễ hội này thì sẽ diễn ra cả ngày luôn nha, vào buổi sáng và buổi tối với những đoàn diễu hành khác nhau. Thì vào buổi sáng này sẽ là chủ đề về hoa, và cuối buổi người ta sẽ tung hoa cho mọi người để mà đón lấy may mắn, thì tụi mình cũng có chụp được một bó. Sau khi coi xong thì tụi mình đi tham quan một vòng thành phố với lại kiếm cái gì đó ăn. Tụi mình đi vào chợ và cũng có thưởng thức một số món ăn địa phương. Nhưng mà lúc đó là tụi mình không có quay video cho nên thành ra mọi người coi hình đỡ giùm mình nha. Vào buổi tối thì tụi mình tham gia tiếp một cái lễ hội khác, thì đây là cái lễ hội về ánh sáng. Chủ đề của lễ hội năm ngoái mà tụi mình đi xem thì là về động vật, cho nên hàng ra người ta sẽ dựng những cái mô hình mà có liên quan đến các con vật như con chuột nè, hoặc là cái này thì là chim, hình như là chim phượng hoàng hay chim gì mình cũng không biết nữa. Còn cái này thì là ngựa. Từ ở Nice thì tụi mình sẽ đi tàu tham quan một cái thành phố khác có tên là Menton. Thì đây là một cái thành phố mà phải nói là cực kỳ đẹp. Mình cực kỳ ấn tượng cái thành phố này luôn, kiểu hả, khí hậu thì ôn hòa nha, mà nó lại mang một cái phong cách là cái đặc trưng của Pháp và Ý á, cho nên nhìn nó rất là thơ mộng. Mình chỉ tiếc một cái là tụi mình đã không quay video nhiều, là tại vì lúc mà đi chơi thì tụi mình nghĩ là thôi dành thời gian cho nhau nhiều nhất có thể để mà tham quan, cho nên thành ra là cũng không có cầm máy quay nhiều. Bởi vậy cho nên bây giờ ngồi làm video clip thì lại mới thấy là không có video để mà cho mọi người xem, cho nên thành ra là mọi người xem đỡ những cái hình giùm tụi mình nha.
Cảm ơn mọi người đã xem video đến đây nha. Nếu mà mọi người thích kênh của mình thì mọi người bấm thích và đăng ký kênh Xòe Hoa Cuộc Sống Pháp. Cảm ơn mọi người thật là nhiều. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ.